mình có rất là có đam mê với sân khấu và mình bắt đầu theo đuổi nó từ khi mình học lớp 6. Từ những số đầu tiên thì mình đã thể hiện ra cho mọi người biết rồi đúng không ạ? Mình là một nam thanh niên trẻ khỏe, đẹp trai, yêu thể thao, cao 1m7. Tuy nhiên mình vẫn còn một chút xíu rồi còn chút xíu tài lẻ nữa. Thì hy vọng mọi người sẽ đón chờ trong tiết mục tiếp theo để biết những cái tài lẻ của mình là gì và nó lẻ tới cỡ nào, đã có thể thối thành tiền chẳng được hay không.